Xin chào các bạn nhé. Video này mình giới thiệu cho các bạn những con dao Gyuto. Con dao đầu tiên với con dao thứ hai thì nó giống nhau, nó là dao Gyuto lưỡi 21cm thép bạc số 3 hay là Ginsan nhé. Thép bạc số 3. Và con thứ hai là con dao Gyuto lưỡi 21cm siêu thép giấy xanh ốp không gỉ hai bên. Con trên là 24cm, cũng là thép siêu giấy xanh nhé, quên mất vừa rồi mình nói nhầm, thép siêu giấy xanh nhé. Đấy. Đấy. Super origami với 24cm. Tại đang quay video ngoài này nhé, mình không nói to được, vừa có ốc Nhật ông đi qua cứ nhìn này lại báo thôi. Đấy, lưỡi 21cm siêu giấy xanh. Đấy, mình xin kết thúc video đấy nhé. Video mình quay ngắn rồi, mình còn dọn vào không mệt. Mệt với bọn Nhật này nó